Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với clip của mình. Mình là Đá Thầy. Hôm nay mình sẽ quay một clip tròn. Hôm nay mình sẽ cho anh em. Mình làm đây clip tròn nên là mình phải nói bé không có nghe thấy. Clip lần này mình sẽ cho nó là giống vào bầy trứng ruồi nha. Mình sẽ đặt bầy trứng ruồi trong phòng và mình gọi nó vào cho nó chạy và xem nó có giống, xem có thành công không nha. Mọi người nhớ đăng ký và subscribe ủng hộ mình nha. Bắt đầu cùng mình ghi làm thôi. Đây nha các bạn, đây là bầy trứng ruồi. Bây giờ mình sẽ mang cái này bỏ vào phòng nha. Thảo ơi, nó khóc rồi. Sợ quá khóc rồi.